Mình bắt đầu nhá, mình bắt đầu buổi học sáng sớm ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi học sáng sớm ngày hôm nay. Ok. Hôm nay chúng ta cố gắng chiến làm sao lên 100 câu. Cố gắng chinh chiến làm sao lên 100 câu. Đấy, giấy này đâu rồi? Giấy xịn. Rồi, ok. Đã đầy đủ mọi thứ, chúng ta bắt đầu. Từ từ nốt cái máy tính xịn. Rồi. Ok, 200 nhỉ. Các số xóa thường gặp quan sát là dương 2 và dương 3. Thầy còn chưa kịp rửa mặt đi. Thầy còn chưa kịp rửa mặt. Câu 201. Các em nhớ comment đáp án nhá. Phản ứng giữa dung dịch HNO3 loãng dư và F34 tạo ra khí NO dạng hội duy nhất. Tổng hệ số các số nguyên tối giản cho phương trình của xóa hữu. Ôi, câu này là một trong số những câu mà thầy cân bằng rất nhanh. Các em quan sát nhé. Có một cái chiêu mà hơn 200.000 lượt view ở trên YouTube được thầy rồi. Bằng F34 cộng HNO3 để tạo thành FeNO3 3 lần cộng NO cộng H2O. F34 luôn nhiều 1E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2 3E. Vứt 3 đây. Vứt 1 sang đây. Được chưa? Vậy mình có này 3 là 9 sao? Đến meter 1. 3 x 9 27, 27 cộng 1 là bằng 28. 28 chia cho 2 bằng 14. Thử lại oxy nhá. 3 này. 3 x 12 này. 8 x 24 này. 2 x 46 này. 99 81 này. Cộng 1 là 8. 2 này. 2 cộng 4 là 6. Thỏa mãn đúng chưa? Vậy tổng các hệ số nguyên tối giản của phương trình oxy hóa khử này bằng bao nhiêu? Là bằng 3 này. 3 cộng 28 này cộng 9 này cộng 1 này cộng 14 này bằng 55. 55 là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 202 nhá. Bạn nào mà chưa biết cái câu 201 này em hoàn toàn lên YouTube search cân bằng phương trình nhanh nhá. Em cứ lên YouTube search cân bằng phương trình nhanh cho thầy là ra được cái cách mà thầy hướng dẫn cho chúng ta. Với lượng view cực kỳ cao ở trên YouTube, đứng top. Đây, thầy bật cho chúng ta xem. Để mà bạn nào mà chưa vào được thì các em có thể, bạn nào chưa biết được cái chiêu khủng này của thầy thì có thể lấy được cái chiêu khủng này để mà có thể có tài liệu để mà học. Đây, vào YouTube, vào Hello Trình Gia Thu Hà. Đây, em search nhé. Cân bằng nhanh. Cân bằng nhanh này, phương trình xóa khử này, nhìn đâu môn hóa thầy Vũ Tuấn Minh 223.000 lượt xem nhá. 223.000 lượt xem, được chưa? Đây, 223.000 lượt xem. Chúng ta tiếp nha, chúng ta tiếp sang câu tiếp theo, câu 202. Đây, các em search phần đấy các em sẽ biết mình có câu 202. Từ m kg quặng hematit chứa 75% F2O3, chứa 75% F2O3, còn lại là tạp chất không chứa sắt, sản xuất được 140 kg gang chứa 96% sắt. Ít hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất là 8%. Giá trị của mà câu này khá cực. F2O3 sản xuất được 140 kg gang chứa 96% sắt ra sắt hai sắt 140 kg gam chứa 96% sắt. Vậy thì tìm được số mol sắt là bằng 140 này, nhân với lại 0,96 này chia này 56 bằng 2,4 gam, 2,4 mol. 2,4 mol. Chú Thanh Xe trong nhóm lớp giúp thầy nhá. Vậy mình có 2,4 nhân 1 chia 2 bằng 1,2. Vậy mình tìm được số mol của F2O3 bằng 1,2. Nhân với lại F2O3 là 160. Đó là khối lượng F2O3 192. Hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất là 80%. Đây là 80% là 0,8. Thuận nhân nghịch chia với đề chia, chia 0,8. Vậy mình có số mol thật của F2O3 là bằng 1,2 chia 0,8 bằng nhân 160 bằng, chú ý trong này còn chứa 75% F2O3 phải chia cho 0,5 nữa, 320. 320 là đáp án đúng, chúng ta đáp án B mà.
Câu 203. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Ngoài fructose, trong mật ong cũng chứa nhiều. Ngoài fructose, trong mật ong cũng chứa nhiều. Trong ong cũng chứa nhiều cái gì? Các em đừng comment đáp án nữa nè. Ngoài fructose thì trong mật ong cũng chứa nhiều cái gì? Chứa nhiều cái gì nhỉ? Ngoài fructose thì trong mật ong chứa nhiều cái gì? Nào các bạn thử comment đáp án cho thầy xem nào. Chưa thấy nào comment tiếp. Các em nhớ nhanh tay share lại về tường nhá. Share video live stream về tường. Ok. Giang Trọng, Đỗ Linh Nhi. Ok. Mình có này. Phát biểu nào sau đây là sai? Ngoài fructose, trong mật ong cũng chứa nhiều glucose. Chính xác. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp. Chính xác. Anh này chắc chắn điều kiện thừa. Đúng, chính xác. Tất cả mọi amino acid đều chắc chắn điều kiện thừa. Dung dịch lysine làm quỳ tím hoa hồng. Cũng đúng nốt đúng không? Cũng đúng nốt à? Lysine làm quỳ tím hoa hồng không phải. Lysine làm quỳ tím hoa xanh. Sai là từ hoa hồng. Đáp án sai chúng ta đã đáp án gì? Câu 204. Câu 204. Cho 7,8 gam kim loại crom. Cho 7,8 gam kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí clo trong điều kiện thích hợp. Crom này. Số mol của crom là 7,8 chia 52. 0,15 mol. Phản ứng vừa đủ với khí clo. Trong điều kiện không cùng crom được các dụng clo tạo thành CrCl3. Cân bằng công trình anh này 2, anh này 3. Mình hoàn toàn anh này bằng 0,15 nhân 3 chia 2. 0,25. Và mình tìm được V nhân 2,4. 5,04. Đáp án đúng đáp án C. Tiếp tục nha. Câu 205. Arsen là một nguyên tố ký hiệu AS. Lòng á kim ngộ độc với khét tế, ngộ độc arsen sẽ dẫn đến ung thư da, ung thư phổi, ung thư bận, bàng quang. Tuy nhiên arsen hữu cơ là ít độc hơn arsen vô cơ rất nhiều. Arsen hữu cơ thải ra theo tiết từ 1 đến 2 người ngày. Cá biệt hải sản luôn lượng arsen hữu cơ trong cơ thể, vì thế trong nước mắm sản xuất truyền thống lên men cá luôn có lượng arsen hữu cơ nhất định. Cái câu này là câu mà năm nay thầy nghi khả năng cao có thể ra. Lý do là bởi vì là đợt đầu năm chúng ta có một cái phốt về cái vấn đề là nước mắm bị nhiễm arsen ấy. Đấy, để dự đoán vậy, thế nên là thầy cho trong này. Công thức nào dưới đây là của arsen hữu cơ? Không biết đây hỏi là công thức của hữu cơ chứ không phải là công thức vô cơ. Và anh này là chất vô cơ này. Vô cơ này, vô cơ này, arsen hữu cơ đây là gì? Có nhiều trong cả nhá, em nhớ nhá. Câu 206 này. 206. Sen có cấu trúc mạch không phân nhánh. Mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là vậy là nó phải tách 3 nhóm OH ra. Đây, thằng này có tách có 2 nhóm thôi. Đúng không? Thế thì sen chúng ta chuẩn chúng ta là C6H10O5 đúng không? Phải cộng xem nào. Đây là C6 này, H10 này, O5 ok. Đây C6H8 vứt. Đây C6H11 vứt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. C6H7O2 OH tất cả 3 lần. Tiếp nha, câu 207. 207. Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ? Giảm dần lực bazơ. Vậy đứng đằng trước phải là thằng bazơ mạnh nhất. Bazơ mạnh. Giảm dần thì đứng cuối cùng là bazơ yếu. Được chưa? Thế vậy. Các em lưu ý cho thầy là đứng đầu tiên phải là thằng bazơ mạnh nhất. IA này. Anh này mạnh hơn NH3 chính xác, nhưng C25NH2 là mạnh nhất. Và đứng cuối cùng sai. Rất tốt. Bạn nào chưa xem video livestream này, tường xe ngay lại về từ tường nhá. Sau đó là tag các bạn vào trong video livestream này giúp thầy. Tiếp tục B này. CH5NH2 luôn luôn yếu hơn CH5NH2. Đúng chưa? Ngoại tiếp. NH3 mạnh hơn C6H5NH2 đúng, nhưng mà CH3NH2 mạnh hơn anilin. Vượt tiếp. Anh này không đồng kỳ đổi màu. Đúng nhờ? Anh này mạnh hơn đúng không? Mạnh hơn C6H5NH2NH3. Vậy thứ tự giảm dần lực bazơ. Vậy đầu tiên trong này khả năng cao để sai C2H5NH2 rồi đến CH3NH2 rồi đến
NH3. Câu 207 này không có đáp án đúng. Được chưa? Các em nhìn kỹ nhá. Giảm dần lực 3 giờ đứng đầu tiên với anh 3 giờ tính mạnh nhất. Câu 208. Câu 208. Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành CH3CONa và CH2NaOH là. Chất phản ứng với lại NaOH tạo CH3CONa và CH2NaOH là. Thế thì anh này thì tạo thành HCONa vứt. Anh này tạo thành CH3CONa và CH3OH vứt. Anh này tạo thành HCONa vứt. Vậy chỉ mỗi anh này tạo thành CH3CONa và CH2NaOH. Đáp án đúng là bạn gì? Câu 209. 209. Rất tốt, này thầy thấy rất nhiều các bạn comment đáp án đấy, comment mạnh mẽ lên các em ơi. Học lý thuyết sáng sớm, đây chúng ta đang học lý thuyết đấy. Câu 209, chất tác dụng với COH hai lần cho hợp chất có màu tím. Đấy, hợp chất có màu tím, hợp chất có màu tím vậy đấy là phản ứng bioré rồi. Để mà nó là phản ứng bioré thì nó phải là tripeptide trở lên đúng không? Tripeptide thì được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Tripeptide tạo bởi từ bởi ba gốc alpha amino acid, vậy chị có thể là đáp án. À. Wow. À đây. Ok, Thúy Đỗ đúng, Giang Hương đúng, Nguyễn Luân đúng, Quỳnh Liên Trần đúng. Câu 210, có bao nhiêu tripeptide mà phân tử chứa 3 gốc alpha amino acid khác nhau? 3 gốc alpha amino acid chứa khác nhau nó sẽ là gì? 3 giai thừa. 3 giai thừa thì bằng mấy? 6 đúng không? Câu 211. 211. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi tác dụng dung dịch nào hoạt sinh ra khí Y? Có công thức, thế bây giờ các em non thể viết này. C4H8O2 mà tác dụng với NaOH sinh ra chất Y C3H5O3 Na cộng này 4 trừ 3 còn 1. 8 cộng 1 là 9 trừ 5 thì bằng 4. 2 cộng 1 là 3 trừ 3. O3 Na O2 Na thì chuẩn hơn đúng không các em? Này chắc lỗi, O2 Na thôi. O2 Na. 2 cộng 1 là 3, 3 trừ 2 là 1, CH4O. Và anh này được tạo bởi từ COO CH3. Vậy đầu này còn 4 trừ đi, 2 carbon này còn CH5. CH5 COO CH3. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Đấy, các em giúp thầy tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này nhá. Câu 212. 212. Cho 212 cho 5g hỗn hợp bột đồng và nhôm. 5g hỗn hợp bột đồng và nhôm và dung dịch HCl dư. Do HCl dư thì đồng không phản ứng, nhôm phản ứng thôi. Thu được khí hydro, chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15 mol. Vậy ngay tức mình tìm được số mol nhôm 0,15 chia 1,5 bằng 0,1. Đấy chưa? Thế vậy ngay tức mình tìm được phần trăm khối lượng nhôm 0,1 mà nhân với lại 27 chia cho 5, 54%. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 213. Khi cho khế, các em có hiểu cái câu 212 không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết là các em hiểu bài nhá. Chấm cái để thầy biết là các em hiểu bài. Hoặc ới lên cái để thầy biết là các em hiểu bài. Học lý thuyết sáng sớm não nó phê lắm, phê tê lạnh cóng luôn. Cho khởi động chứ mấy hôm nữa đi thi mà thi vào sáng sớm này mà mấy đứa cứ quen muộn đến 8 9 giờ là học. Câu 213. Khi cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CO, chúng ta chú ý CO chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm. Được chưa? Vậy nó khử CuO Al2O3 không mà Go không. Vậy sau đó nó sẽ còn là Cu này. Al2O3 này. Mà Go chúc thanh xe trong nhóm lớp giúp thầy nhá. Đồng này, Al2O3 này, mà Go. Đáp án đúng đáp án B. Câu 214. Dãy ca trong kim loại là sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxy hóa từ trái sang phải. Tăng dần oxy hóa trái sang phải. Tăng dần oxy hóa từ trái sang phải. Vậy suy ra là mình có này. Đứng cuối nó phải là thằng có tính oxy hóa mạnh nhất. Đúng không? Thế đây, đồng mạnh hơn magie cộng vứt. Magie sát đồng, đúng chính xác. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 215. 215. 215 câu rất hay. Các em thử comment đáp án 215 nào. Đây phần lý thuyết rất là dễ nên các em nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ vào. Ok, thank you, chúc thành thành. 215 nào. 215 đáp án gì? 215 nhiều bạn bị nhầm lắm.
25 rất rất nhiều bạn bị nhầm luôn. Cho mẫu natri và dung dịch COS4, hiện tượng xảy ra là gì? Cho một mẫu natri và dung dịch COS4, hiện tượng xảy ra là gì? Đấy. Có khí thoát ra này. Cho một mẫu, hiện tượng xảy ra là gì? Chúng ta lưu ý nhé, đây là vào dung dịch nên natri sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành NaOH. Sau đó NaOH tác dụng với CuO4 để tạo thành CuOH 2 lần. Kết tụa. Thấy chưa? Vậy là có khí hydro thoát ra này. Và xuất hiện kết tụa xanh, kết tụa này không tan, kết tụa tan chết. Khí thoát ra, xuất hiện kết tụa xanh, xanh, kết tụa không tan. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B bỏ. Câu 216. Các em bao giờ các em được nghỉ học ở trên trường? Các em comment cái lịch nghỉ học ở trên trường của các em cho thầy này. Câu 216. Polymer của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? Chứa nguyên tố nitơ là chứa liên kết NHCO đúng không? Cao su buna không? Visco không? Nhựa polyvinyl có lót không? Ni lông sau hay sao? Câu 217. Câu 217. Cho chuỗi phản ứng sau, chất nào sau đây phù hợp? Đầu tiên NaCl, xong NaOH rồi lại quay trở về X. Thế thì ở đây mình xem nhá. IA xem nào. H2N. À đấy, Linh Trương nghỉ rồi, tốt. Kiệt Huy tận tuần sau mới nghỉ. Theo Linh Trương có thể theo học thầy hàng ngày được rồi. Nghỉ rồi đấy, có khá nhiều bạn được nghỉ rồi. Thứ tư tuần tới. Ok. Thế thì hôm nào mà các em được nghỉ thật đông thì báo thầy. Để mà thầy live stream full buổi sáng. HCl, vậy nó thành là Cl, H3N, CH2, COOH. Sau đó lại tác dụng với NaOH tiếp để tạo thành H2N, CH2, COO, Na. Đúng không? COONa mới khổ, ngoài không thể là A. IB rồi này. C6, H5, NH2. Ăn HCl thì tạo thành C6H5 NH3Cl. Sáng mai thì lại không được. Sáng thứ hai NaOH thì tạo thành C6H5 NH2. Được chưa? Vậy là thỏa mãn nhất là thằng nào? B. Bỏ. Ok, hết hôm nay à? Thế là tuần sang, tuần sau là như được nghĩa. Tốt. Câu 28 nha. 28 nha. 28 đấy, các em biết cái skin 01 của thầy không? Skin đồng phân đấy. 28 skin 01 skin đồng phân C3SO2. Vậy là mình có bao nhiêu nhỉ? R1 COO R2. Vậy thì có 0 cộng với 2 1 cộng 1 3 4 5 2 4 8 0 1 2 chữ 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy 1 cộng 1 bằng 2. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D, 2 đồng phân. 29. Chất có phản ứng dung dịch brom này. Chất có phản ứng dung dịch brom thì phản ứng dung dịch brom thì phenin clorua alanin metin amin hay là triolin. Chúng ta lưu ý này, triolin thì có nối đôi CC đúng không? Vậy là tác dụng với lại dung dịch brom mà mất máu dung dịch brom. Vậy chính xác đáp án đúng đáp án gì? Quang Đạt đúng, Thúy Đỗ đúng, Thủy Dung đúng, đúng không? Triolin chính xác. Comment thật nhanh đáp án nhá. Câu 220. Trường hợp nào sau đây tạo hợp chất sắt 2? Sắt tác dụng 2-4 loãng dư thì chắc chắn là tạo thành sắt 2 rồi. Vậy A. Đốt dưới sắt trong bình dự khí clo thì tạo thành sắt 3. Nhúng sắt vào bạc cộng dư thì cũng tạo thành sắt 3. Bột sắt và HNO3 dư cũng tạo thành sắt 3. Câu 221. Các em phải thầy hỏi tí, với cái tốc độ này thì thầy có chữa nhanh quá không? Nếu nhanh quá thì các em bảo thầy vừa. Hay là thế này là vừa đủ hả các em? Các em thấy là tốc độ chữa này có ổn không? Tạm ổn chưa? 221. Nhúng một lá sắt dư. Nhúng một lá sắt dư vào dung dịch chứa một trong số các chất sau, sau phản ứng này ra có bao nhiêu trường hợp tạo mối sắt 2? Lưu ý nha. Fe cộng sắt 3 thì tạo thành mối sắt 2 đúng, chính xác. Sắt thì không tác dụng với bạc cộng. Sắt đẩy đồng thì tạo thành sắt 2 đúng. Sắt đẩy trì tạo thành sắt 2 đúng. Sắt mà vào H. Đây là sắt dư thì vào H24. Đáng nhẽ sắt vào H24 đặt nóng lên sắt dương 3, nhưng đây là sắt dư nên chắc chắn có sắt dương 2. 1 2 3 4. Đáp án đúng đáp án C. Câu này nhiều bạn
chọn sai lại Ngô Thiệu hơi nhanh à? Rồi ok thầy giảm giảm xuống nhá. Nhanh rồi ok thầy giảm dậy chậm chậm xuống. Câu 22. Dãy kim loại nào tan hoàn toàn trong nước ở điều kiện thường? Thế các em lưu ý nhìn này, nhìn kỹ này. Thằng sắt thì không tan trong nước điều kiện thường, loại đáp án A nhé. Được chưa? Thằng magie thì không tan trong nước ở điều kiện thường, loại đáp án C nhé. Thế các em xem lại về tường nhé, 69 bạn đang theo dõi, 70 rồi. Giờ bắt đầu dậy rồi. Thầy nghĩ là có rất nhiều đứa đang nằm trên giường xem live stream thầy. Nằm trên giường vắt vẻo. Chào Tự Quỳnh. À, vậy mình có này. À, mình chỉ còn nhôm thì không tác dụng với nước điều kiện thường, đúng chưa? Đáp án đúng, đáp án B. Có đúng không? Bao nhiêu đứa đang nằm vắt vẻo trên giường theo dõi live stream thầy giơ tay xem. Câu 223, glycine là tên gọi chất nào? Anh này là anilin. Anh này là metinamin. Anh này là alanin. Và anh này là glycine. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 224. Cho 2. Đúng rồi, này, Nhật Nguyễn Kiệt Huy này. Vừa nói lên điều thầy nói quá đúng này. Bất cần đời, rất nhiều bạn đang nằm trên giường vắt vẻo theo dõi live stream thầy. Đấy, các em thấy thầy vất vả không? Sáng tối hôm qua live stream cho lớp VIP, sáng nay dậy sớm lại live stream cho lớp thường. Amino đơn trước mạch thở X. Đấy, công thức của nó là CN H2N cộng 3N 2,655. Tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối. Muối chúng ta là 4,8085. Được chưa? Vậy mình bảo toàn khối lượng nhỉ. Mình có cộng với MHCl. Và hoàn toàn nên mình tìm được khối lượng HCl. 4,8085 trừ đi 2,655 bằng 4,8085 này trừ đi 2,655 chia cho 36,5 0,0589. Và hoàn toàn để tìm được phân tử khối này bằng chia cho 2,655 chia N bằng 45. Vậy thì có này 14 là cộng 17 thì bằng 45. Đến đây mình tìm được nào bằng trừ 17 chia 14 2. Nâng 2 với nó là C2. Đi C3 vứt C1 vứt D C2 bệnh nào. Đáp án đúng, đáp án D. Đấy, rất nhiều bạn comment đúng, chính xác. Nó, hôm nay không có lịch live buổi tối nha Nguyễn Luân. Thầy live buổi sáng bắt đầu rồi. Trưa nay thầy live tiếp. Thầy đang xem xét về độ máu lửa của em. Nếu hôm nay mà cái video live stream này, bây giờ video live stream này mà trên 500 xem thì trưa nay thầy live tiếp. Xem độ bốc lửa của em đến mức nào. Đúng không? Hồng Ngật ơi, Hồng Ngật xem về tướng tác các bạn đây nhé. Câu 225 phản ứng là sao đây nhiệt nhôm. Nhôm tác dụng với COS4 thì không phải nhiệt nhôm. Nhôm đậy đầu. Nhôm tác dụng với F3O4 thì có nhiệt độ. Nhiệt độ chắc chắn nhiệt nhôm rồi. Đáp án đúng, đáp án B bỏ. Glucid nào sau đây được gọi là đường mía? Thầy đang soạn linh chương nhé. Glucid nào sau đây được gọi là đường mía? Saccharose là đường mía, đúng không? Mình vẫn ăn hàng ngày đó. Câu 227. Các kim loại sắt, chrome, đồng tan trong dung dịch nào sau đây? Các dung dịch sắt, chrome, đồng tan trong dung dịch chắc chắn là đồng thì không tan trong HCl loại. HNO3 đặc nguội thì nhôm sắt chrome bị thụ động. Các em nhớ nhé, nhôm sắt chrome bị thụ động nên loại. H2O4 đặc nguội cũng tương tự như vậy, nhôm sắt chrome bị thụ động loại tiếp. Vào HNO3 thì sắt, chrome, nhôm là ok. Vậy đáp án đúng, đáp án C. Mỗi đứa 50 lần 10 thằng là đủ rồi, đúng rồi. Thế thì xem nhanh lên, xem được 500 không? Được 500 thì trưa nay thì live stream tiếp. Câu 228. À, skin của thầy quá đỉnh, dĩ nhiên. Skin của thầy thì kinh khủng rồi. Nào anh có, tiếp. 228. Kim loại X tác dụng 24 loãng cho khí hydro. Rồi ok. Mỗn đồng là không tác dụng thôi, đúng không? Mặt khác, các bạn nào thấy skin này cực kỳ kinh khủng thì chấm cái để thầy biết. À, mặt khác, oxit của X bị hydro khử ở nhiệt độ cao. Vậy là hydro khử được oxit kim loại đứng sau nhôm. Vậy là có nhôm vứt này, mà dây trước nhôm vứt này. Vậy đáp án đúng, đáp án này. Các em ơi, tí nữa live stream xong thầy sẽ gửi cho ông ta, thầy sẽ đăng lại cái link YouTube của thầy giải 200 câu đầu tiên lên trên
Facebook nhá, các em nhớ share lại nhá. Tí nữa live stream xong thì sẽ đăng lại cái link mà hai giải 200 câu nhận biết thông hiệu từ trước lên trên này. Câu 229. Cho m gam hỗn hợp gồm sắt và đồng. Cho 10 gam hỗn hợp gồm sắt và đồng. Sắt đồng 10 gam. Tác dụng H4 loãng dư. H2 SO4 loãng dư. Thì thu được, sau phản ứng thu được 2,24 lít hydro. Số mol hydro bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Mình có đồng không tác dụng, vậy suy được số mol sắt bằng 0,1. Được chưa? Vậy thì tìm được m gam kim loại không tan, phải tìm được khối lượng của sắt bằng 0,1 nhân với 56 bằng 5,6. Vậy khối lượng của đồng bằng 10 trừ 5,6. 10 trừ 5,6 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 4,4 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Skin 02 sốc tinh thần, quá sốc. Chiêu gì đã thầy chả kinh. Câu 230. 230. Cho sơ đồ sau. Cho sơ đồ sau. XGCUOH 2 lần dung dịch màu xanh lam. Protein không có màu xanh lam đâu. Triurin không có màu xanh lam đâu. Glu có màu xanh lam. Đúng chưa? Vinin format cũng không có màu xanh lam đâu. Glucose sau đó kết tủa lọ gạch chính xác và đáp án đúng mình là đáp án C. Thúy Đỗ chính xác. Ok. 231 à. Câu đếm nhận định. 231 câu đếm nhận định. Thầy đang dự định làm một cái livestream về câu hỏi hình vẽ thí nghiệm. Bao nhiêu bạn là muốn học cái bộ livestream câu hỏi hình vẽ thí nghiệm thầy thì chấm cái để thầy biết nhé. Hello Trịnh Hoàng Luân. Hoàng Luân bây giờ chắc mới dậy đúng không? 6:02 rồi. Cho nhận định sau. Số nhận định đúng là. Cho các nhận định sau. Số nhận định đúng là tất cả các ion kim loại chỉ bị khử. Ion kim loại thì có thể bị oxy hóa nữa, đúng không? Sắt 2 cộng lên sắt 3 cộng thì nó thể hiện tính khử và nó bị oxy hóa đấy. Vậy là tất cả chỉ là sai. Đấy chưa? Hợp chất carbohydrate và hợp chất amino acid thì đều chứa thành phần nguyên tố giống nhau. Hợp chất carbohydrate và hợp chất amino acid đều chứa thành phần nguyên tố giống nhau, sai. Carbohydrate làm gì có nhóm NH2, amino acid có nhóm NH2, sai. Câu số 3. Dung dịch muối mono natri của acid glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Dung dịch muối mono natri của acid glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Đấy. Dung dịch muối mono natri của acid glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Đúng chính xác đúng không? Là mà. Chưa ngủ nên đầu này. Ok. Dung dịch muối mono natri của acid glutamic làm quỷ tím chuyển sang màu xanh. Cho kim loại bạc mono natri của acid glutamic là anh này C. À sorry, thầy viết lỗi. Ở đây. C NH2 OONa OOH thì thằng này là không đổi màu, thằng này chuyển màu xanh, chính xác. Cho kim loại bạc màu FeCl2 thì thu được kết tủa AgCl. Hoàn toàn chính xác. Đúng không? Có phải không? Bạc cộng cộng với sắt 2. Không có chuyện đấy đâu. Bạc cộng làm gì phản ứng với sắt 2. Bạc không đẩy được sắt. Anh này sai. Được chưa? Cho kim loại. Tính chất vật lý chung của kim loại là do các electron tự do sẽ gây ra. Chính xác. Được chưa? Phản ứng thủy phân este và protein trong môi trường kiềm đều là phản ứng một chiều. Chính xác, thủy phân este và protein trong môi trường kiềm đều phản ứng một chiều. Vậy mình có 3, 5, 6. Vậy đáp án đúng mình là đáp án nhận 3 nhận định đúng. Thầy dạy sớm thế. Vẫn dạy sớm. Phải dạy sớm thì mới khủng được. Phải dạy sớm thì mới giúp đỡ được bọn em. Hồng Nhung xe lại về tường nha. Tắt các bạn vào trong video live stream nha. Vân Phạm vậy. Câu 232. Chọn cặp chất nào sau đây? Chọn cặp chất không xảy ra phản ứng. Chọn cặp chất không xảy ra phản ứng. Sáng thì phải để cho mấy em não nó đơ đơ tí. Đi học nó khủng. Không mấy nữa mà không học lý thuyết buổi sáng vào phòng thi là đơ hết. Nên là phải cày lý thuyết buổi sáng. Câu 232. Chọn cặp chất sau đây không xảy ra phản ứng này. Ở đây mình có. Ở đây. Đây đây. Đây là Hoàng Lộc. Đây là các dạng bài trong khoảng 7 điểm đây còn gì nữa em. Đây là các dạng bài trong khoảng 7 điểm đấy. Em còn đi tìm ở đâu nữa. Và cộng này. Cộng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc, đúng không? Đây tạo thành sắt 3 cộng này. Đây xảy ra đứng vứt. Đây đề bài hỏi là không nhá. Lưu ý từ không. Ở đây các em lưu ý này, có NO3 trừ này, có H cộng này,
Con sắt 2 cộng này. Vậy là có xảy ra phản ứng. Để tạo thành sắt 3 cộng. Không đâu. Anh này tác dụng là cao hát. Anh này tác dụng cao hát hay không? Bởi vì chẳng ai bao giờ đi so sánh là cao hát mạnh hơn thằng H2N, CH2, CONA cả. Anh này có tính 3 giờ, anh này tính 3 giờ. Không phản ứng. Hello, Thành Trúc. Dung dịch này tác dụng là AOH thì có để tạo thành C6H5 NH2 cộng NaCl. Ok. Câu 233. Câu 233, bạn nào chưa xe lại về tường thì xe ngay về tường đi nhá. Video livestream này mà được trên 500 xe thì thầy sẽ livestream tiếp buổi trường này. Câu 233. Cho dung dịch FeCl3. Vâng. Những dung dịch là tác dụng với đồng ở nhiệt độ thường. Đồng thì ăn được sắt 3. Đồng không ăn được HCl. Đồng thì ăn được HNO3 loãng. Đồng thì ăn được 3 cộng đúng không? Đồng thì không ăn được kẽm. Đồng thì ăn được NO3 trừ H cộng. Vậy số dung dịch tác dụng với kim loại đồng ở nhiệt độ thường là 1, 2, 3, 4. 4 đúng không? Là một nút đa ban dây. Ok chưa? Mỗi ông xem 10 lần đúng rồi. Sớm thế thầy. Ừ. Phan Thành Lợi bảo sớm này chắc chắn là Phan Thành Lợi đang ngủ rồi. Thầy có skin 02 và skin 03, à skin 02 và skin 01 là like các dạng bài 8 cộng em. Đang hướng. Câu 234. Dãy các polymer khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí nitơ. Dãy các polymer khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí nitơ, vậy chứng tỏ nó phải có nitơ bên trong cấu trúc đúng không? Cellulose là không có nitơ này, chỉ có CHO này, vứt này. Tơ visco là của cellulose với lại thằng CS2 cũng không có nitơ vứt này. PVC là chỉ có gì nhỉ? Carbon hydro và clo vứt tiếp. Vậy đáp án đúng mình đáp án. À, ni lông có, tơ tằm có, tơ cáp rông có, cao su nano có. Câu 235. Câu 235. Đấy, 233. A là tèo rồi. 235. Cho sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỷ lệ mol. Phát biểu là sao đều là đúng. Úi dồi ôi, câu này hơi bị kinh khủng. Mình phải lần từ tơ ni lông 6 X4 mà tạo thành tơ ni lông 6 và nước. Vậy chắc chắn X4 chúng ta nó sẽ là thằng C epsilon amino caproic OOH NH2. Đây là thằng X4. Đúng rồi. X4 mà cộng HCl thì tạo thành X3. Vậy anh này chắc chắn là Cl H3N 1 2, 3, 4, 5, 6, OOH. Xem nào. Vậy mình biết được X4 rồi. Mình biết được X3 rồi. X4 tính lưỡng tính nhưng X chưa biết. X1 cộng 2HCl để tạo thành X3. X1 cộng 2HCl để tạo thành X3 cộng với lại NaCl. Hello Linh Trương. Em comment câu 235 đáp án gì nào? 235 đáp án gì? Vậy ở đây này, thầy có này. X3 của thầy này là CLH3N COC này, 1C này. 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, OOH. Anh này ăn 2HCl, vậy điều này chứng tỏ rằng X1 chúng ta sẽ là thằng CLH3N 1, 2, 3, 4, 5 OONA. Đây là thằng X1. Được chưa? Nhiệt độ nóng chảy của X1 nhỏ X4. Đây là X1 này. Đây là X4 này. X1 là muối. Nhiệt độ nóng chảy của X1 phải lớn hơn X4. Đúng không? Đúng không? Đây là muối mà. Muối phải lớn hơn thằng axit. Vậy là G. Sai. X4 tính lưỡng tính đúng, nhưng X thì chưa biết nhỉ. Hello Lê Trung Đức, em đi học. À, ok. Vậy anh X4 chúng ta là gì? X4 em biết rồi. Vậy anh X. Anh X chúng ta là thì biết nhá. C7H18. Đây lúc nào cũng phải có X. X2 đồng quý tím chuyển sang màu hồng. Mình cũng chưa biết được. Phân tử khối của X lớn hơn X3. X3 đâu? X3 đây. Đúng không? Mình viết hết ra C7H18O2N2 cộng NaOH để tạo thành X1. X1 biết rồi. CLH... À, X1 sao đây? Có thể là CLH3N được.
H2N thôi. Đúng chưa? Hello Lê Trung Đức. Lê Trung Đức đi học à? X1 này của chúng ta chỉ có thể là NH2 thôi. NH2 thì nó mới ăn được 2HCl. Sorry nhá. Đây là NH2. H2N. H2N 1, 2, 3, 4, 5 COONa. Thì nó mới ăn 2HCl. Được chưa? Thế có cái nào về X1 không? Nhiệt độ nóng chảy của X1 nhỏ hơn X4 này. Link skin X1 ở ngay trên tường nhà thầy nhá. Link chưa nhá? X3 này. Phân tử khối của X lớn hơn X3. Vậy mình biết X3 này rồi. Xem X nhá. X là 12 nhân 7 này. 12 nhân 7 cộng với lại 18 cộng 32 cộng 28 bằng X bằng 162. X3 bằng này. X3 bằng 36,5 cộng 16 cộng 14 nhân 1, 2, 3, 4, 5 cộng 45. 167,5 với 162. Thế là x phải nhỏ hơn x3. Sai tiếp. Được chưa? X và x4 đều có tính lưỡng tính. Bây giờ mình phải xem thằng x và thằng x4 thế nào. Vậy anh này sẽ có dạng là H2N này. Ăn là áo 1, 2, 3, 4, 5 6 ô ô này. Được chưa? Vậy đây là 6 còn CH2 chắc chắn của thằng NH2 nữa. Thì mới đủ. Đúng không? Đấy. Vậy là chất X có tính lưỡng tính không? Thằng này có hai đầu CH2. Thằng này không có tính lưỡng tính. Đúng không? Chỉ có tính bazơ thôi. X2 là quỷ tím. Vậy là X với X4 đều có tính lưỡng tính là sai tiếp. X2 làm quỷ tím chuyển sang màu hồng. Hoàn toàn chính xác. Đúng không? Không phải. Đùa đấy. X2 làm quỷ tím chuyển sang màu xanh. Bởi vì khi mà tách ra thì nó tạo thành là CH3, CH2 này, NH2 này, OH. Được chưa? Vậy nhiệt độ nóng chảy của X1 nhỏ hơn X4 là đúng. Được chưa? X1 chắc chắn là nhỏ hơn X4. Câu 250. 250. Phân biệt các chất có thể dùng dung dịch nào? Nếu là dùng NaOH thì không phân biệt được CaCl2 và HCl vứt. Nếu dùng NaHCO3, NaHCO3 ấy, thì phân biệt được CaOH 2 lần để tạo thành kết tủa CaCO3. Đúng chưa? Sau đó HCl thì có sủi bọt khí, CaCl2 thì không hiện tượng. Vậy đáp án đúng đáp án B. Câu 236. Nhận xét nào dưới đây là đúng? 236 nhận xét nào dưới đây là đúng? Tripeptide hòa tan CO2 2 lần phản ứng màu biore để tạo thành dung dịch xanh lam. Cái này là tripeptide thì hòa tan CO2 2 lần là đúng, nhưng mà tạo thành dung dịch xanh lam là sai, phải là màu tím. À sai. Trong phân tử protein luôn có nguyên tử nitơ, cái này chính xác. Tinh bột và sen là đồng phân nhau, cái này sai. Phân tử khối nó khác nhau. Este là những chất hữu cơ dễ tan trong nước. Este là những chất hữu cơ dễ tan trong nước. Sai. Este làm sao mà dễ tan trong nước này? Làm đúng đáp án B. Câu 237. Trong 4 kim loại sau, trong 4 kim loại sau, kim loại nổ khi tiếp xúc với axit và kim loại khá mềm, dễ kéo sợi rất mỏng. Theo 4 thứ tự là kim loại nổ khi tiếp xúc với axit thì nó phải kim loại kiềm. Đúng không? Không thể crom, crom gì chuyện nổ tác số. Kim loại khá mềm, dễ kéo thành sợi rất mỏng, vậy chỉ có thể là nhôm. C. Ok chưa? Bạn nào cho xe lại về tường, xe nhanh về tường nhá. Câu 238. Câu 238. Xà phòng hóa hỗn hợp này thì thu được hỗn hợp gồm. Xà phòng hóa hỗn hợp gồm. Các em cũng comment đáp án của 238 đáp án gì các em ơi? 238 đáp án gì nhỉ? 238 đáp án gì nào? Hai trăm ba mươi tám đáp án gì? 238 đáp án gì nhỉ? Xà phòng hóa hỗn hợp thì ta thu được CH3CONa này, CH3CONa, vậy chỉ thu được một muối, thằng nào có hai muối vứt, hai muối vứt, một muối này, một ancol là CH3OH và một ancol là CH5OH, vậy là hai ancol. Dê. Ok, rất tốt. Đấy. Câu 239 đáp án gì nào? Nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm loại kiềm thổ? 239 đáp án gì nào? Nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ? 239. 239 đáp án gì đây? Nhóm kim loại kiềm thổ à? Natri là kiềm, bari kiềm thổ. B. 240.
Nhận xét nào sau đây là sai? 240, nhận xét nào sau đây là sai? Glucose được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm. Chính xác. Gỗ được dùng để chế biến thành giấy. Chính xác. Sen có phản ứng màu iốt. Sai, cái này chỉ có tinh bột mới có phản ứng màu iốt thôi. Vậy sai là đáp án C. Tinh bột là một trong số những nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chính xác. Câu 241. XYZT là một trong số các chất sau. Đầu tiên này, X này và nước brom có kết tủa. À, glucose và brom không có kết tủa. Sai. Fructose và brom không có kết tủa. Sai. Được chưa? Cuối cùng T. T chất cuối cùng. Nước brom nhạt màu. Glucose đều là nước brom nhạt màu. Chính xác. Hai thằng này glucose này giống nhau, không làm gì được rồi. Y. Nước brom không phản ứng. À, fructose không phản ứng nước brom. Thoải mái. Cuối cùng thằng nào? Z. Và nước brom có kết tủa. Anilin có kết tủa. Phenol có kết tủa. Đấy, chưa làm ăn được gì cả. Đúng không? Thế giờ mình đi xét từng thằng một. X này, phenol này, neuron kết tủa, không phản ứng với AGN3 trong đợt 3. Không phản ứng với NaOH, các em nhìn thấy không? Không phản ứng với NaOH, phenol phản ứng với NaOH. Vậy đáp án C sai. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 242. Câu 242 này. Câu 242. Cho 13,5 gram. Cho 13,5 gram. Hỗn hợp gồm 3 amino đơn trước bạch hở tác dụng vừa đủ với. Amino đơn trước bạch hở. Amin. 13,5. Tác dụng vừa đủ với HCl. Số mol X nhân 0,3 bằng 0,3X. Nhân với 36,5 ra khối lượng đúng không? Ra được muối. Khối lượng muối bằng 24,45. Vậy đây mình đi bảo toàn khối lượng, mình sẽ tìm được X. 24,45 trừ đi 13,5 chia cho 36,5 nhân với 0,3. 1. Vậy giá trị của X bằng 1. Đáp án đúng đáp án D. Câu 243. Polymer X dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt nên để dệt vải, may quần áo ấm. X là. Không ai đi may quần áo ấm bằng cao su cả. Đúng chưa? Không ai đi may quần áo ấm bằng chất dẻo cả. Đúng chưa? Mày chỉ có thể là polyacrylon linh chuyên. À. Câu 244. 244. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C5H10O2 với dung dịch NaOH thì thu được. Đấy có tên gọi này. Đây, chất X đây. C5H10O2 đun nóng với dung dịch NaOH thì thu được này. C2H5CONa. Vậy đầu này là C2H5COO. Đúng chưa? 5 carbon này. Bỏ đi 3 rồi. Còn là C2H5 nữa. Vậy ancol này thu được là C2H5OH. Ancol ethylic. Đáp án đáp án A. Câu 245. Cho dung dịch lòng trắng trứng, tác dụng dung dịch axit nitric đặc có hiện tượng là gì? Lòng trắng trứng với axit nitric đặc thì nó phải là kết tủa máu vàng. 245 đáp án C. 246 này. 246 này. Cho dãy các cation kim loại, cation kim loại nào có tính oxy hóa mạnh nhất trong dãy? Cation kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất trong dãy chắc chắn là thằng đồng 2+. Câu 247. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. Chính xác. Ở nhiệt độ thường tất cả các kim loại kiềm thổi để tác dụng với nước. Sai. Berry thì không tác dụng với nước. Vậy sai là B. 248. Làm ngược thôi. Để bài hỏi X2 là gì? Làm ngược này. À, vậy anh này chắc chắn cộng với KOH chắc chắn nó là H2N CH2 COOH. Đúng chưa? Anh này là CH3HCl khan. Đấy, khá là khó đúng không? Thế thì CH3HCl khan thì nó không thể tạo thành thằng X3 được. X2 thì không giữ nguyên được, đúng không? Được chưa? Nhìn thấy rõ không? Thì tương tự. Đầu tiên anh này chắc chắn là thủy phân rồi. Sau đó phản ứng tác dụng HCl. Vậy trong đuôi thằng này phải chắc chắn phải có Cl rồi. X2 chắc chắn phải có Cl. Vậy loại này. Loại này. X2 chắc chắn có Cl. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án. À.
Câu 249. Câu 249. Chọn hợp x gồm 249 chọn hợp x gồm kẽm, sắt và ông dịch chữ AgNO3 và CuNO3 2 lần. Kẽm này, sắt này và dung dịch chứa này AgNO3 này, CuNO3 2 lần này. Xong phản ứng thu đồ hợp y gồm hai kim loại. Hai kim loại nhá. Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần, bạc đồng. Dung dịch Z. Thứ tự kali kim loại tạo thành tính oxy hóa tăng dần, kẽm 2 cộng này. Sắt 2 cộng, có thể có đồng. Cho NaOH dư và dung dịch Z chỉ thu được hai kết tủa. OH trừ dư. Thì chú ý rằng ZNOH 2 lần không tồn tại. Kết tủa ZNOH 2 lần không tồn tại. Không tồn tại trong OH trừ dư. Vậy hai kết tủa chúng ta chắc chắn là Fe OH 2 lần và Cu OH 2 lần. Được chưa? Đấy, vậy chắc chắn dung dịch Z của thầy là chứa gì? Đây dung dịch Z này. Kẽm 2 cộng, sắt 2 cộng, đồng 2 cộng. Kẽm 2 cộng, không có bạc cộng, vớt. Kẽm 2 cộng, sắt 2 cộng, thiếu đồng 2 cộng, vớt. Kẽm 2 cộng, sắt 2 cộng, đồng 2 cộng. Chính xác, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các em ơi, thầy chưa đến câu 250 thôi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ tạm nghỉ để cho các em đi học. Sau đó thì hẹn lại các em vào sáng thứ hai. Lưu ý, sáng thứ hai lại 5:30 chúng ta chiến tiếp nha. Oxit nào sau đây là lượng tính? F2O3 không phải lượng tính, CRO không phải lượng tính, CR2O3 lượng tính. C. Ok chưa? Đúng rồi, live sớm em ạ. Sáng thứ hai 5:30 chúng ta đã live chuyên tiếp nhá. Được chưa? Thầy đang ấp ủ, nếu mà thầy đang ấp ủ khả năng cao là tối chủ nhật này sẽ có một vụ bí mật cho các em. Tối chủ nhật sẽ có một live siêu hay cho các em. Đấy, đang bí ẩn để cho các em xem, các em sẽ để xem các em thích học hay không, thích học hay không. Ok, các em học sáng nay buổi học ok chứ. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc cả nhà đi học vui vẻ.